chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin cập nhật lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm qua hội kiến Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha nhằm thảo luận việc tăng cường hợp tác quốc phòng. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp tại Bangkok khẳng định hai bên hoan nghênh việc phối hợp trong lĩnh vực không gian và an ninh mạng với các cuộc tập trận song phương lớn. Bên cạnh đó, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực, thảo luận các cơ hội để củng cố liên minh Mỹ-Thái Lan, cũng như mối quan tâm của Bangkok trong việc tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng. Phát biểu với báo giới tại Bangkok, ông Austin khẳng định Thái Lan là quốc gia đồng minh và có vai trò quan trọng đối với Washington. Vì vậy, Mỹ luôn quan tâm đến việc duy trì mối quan hệ bền chặt với Thái Lan. Ông Austin đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa hai nước, giúp Thái Lan có thể tiếp cận những năng lực cần thiết để bảo vệ lợi ích, cũng như củng cố sự ổn định của khu vực trong tương lai. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay đã từ chối bình luận về khả năng Triều Tiên sắp thử hạt nhân. Ông Yoon trả lời báo giới trong bối cảnh Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đang ở thăm Mỹ để thảo luận về phản ứng của đồng minh nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân. Khi được phóng viên hỏi về khả năng sắp diễn ra một vụ thử hạt nhân, ông Yoon nói, có một chút khó khăn cho tôi để trả lời câu hỏi đó. Kể từ khi ông Yoon lên nắm quyền tháng trước, Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử tên lửa, trong đó có một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trong khi đó, sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington vào hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết, chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho thử hạt nhân. Ông Park cũng cho biết hai bên đã nhất trí sớm kích hoạt lại một kênh trao đổi cấp cao để có thể giải quyết những vấn đề an ninh của Hàn Quốc, bao gồm cả việc triển khai kịp thời các vũ khí chiến lược khi cần thiết. Trong phát biểu hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng nói về những khoản tiền bị phong tỏa của Iran, đồng thời hy vọng rằng các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 sẽ sớm đạt được kết quả. Ông Park nói, liên quan đến Iran, chúng tôi muốn có một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, mặc dù chúng tôi gặp một số trở ngại về các khoản tiền bị phong tỏa. Hàn Quốc sẽ thảo luận với Iran và Mỹ về vấn đề này. Ông Park nhấn mạnh rằng việc tiến hành nhiều hơn các biện pháp ngoại giao và đối thoại đối với Iran là cần thiết. Hôm qua, các nhà lập pháp Iraq đã cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực thành lập chính phủ mới sau khi 73 nghị sĩ quốc hội từ chức trong bối cảnh bế tắc chính trị kéo dài tại nước này. Bất chấp cam kết này, việc các nghị sĩ thuộc liên minh do giáo sĩ Murtada Saad theo dòng CI dẫn đầu từ chức hàng loạt đang tạo ra những hoài nghi về khả năng thành lập chính phủ mới tại Iraq. Trước đó một ngày, Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Hansbusi thông báo các nghị sĩ thuộc khối của giáo sĩ Saad đã từ chức nhằm chấm dứt tình trạng tê liệt của Quốc hội nước này suốt 8 tháng qua. Kỳ nghỉ của Quốc hội Iraq bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 và các nghị sĩ dự kiến quay lại làm việc vào tháng 8 tới. Vâng, thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU hôm qua đã dọa đưa ra hành động pháp lý chống lại Anh sau khi London cùng ngày công bố dự luật, trong đó đề xuất đơn phương xem xét lại toàn bộ thỏa thuận thương mại hậu Brexit mà London đã ký về Bắc Ireland. Tuyên bố với báo giới tại Brussels, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Mavros Sefcovic khẳng định, chúng tôi vô cùng lo ngại về quyết định của chính phủ Anh. Ông Sefcovic cho biết EU sẽ không đàm phán lại thỏa thuận ly hôn với Anh và Brussels hiện sẽ cân nhắc mở lại một thủ tục pháp lý chống lại Anh, cũng như mở ra các vụ kiện mới. Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố Anh hoàn toàn nghiêm túc về việc thông qua dự luật về Bắc Ireland và London đang hành động theo luật pháp quốc tế. Iraq hôm qua đã phải tạm đóng cửa sân bay Baghdad do các đám mây bụi bao phủ thủ đô trong trận bão cát mới nhất tại nước này. Một đám bụi trắng dày bao phủ thủ đô Iraq và các khu vực lân cận với tầm nhìn giảm mạnh. Giới chức tại sân bay Baghdad thông báo tạm thời đình chỉ các chuyến bay. Đây là cơn bão cát thứ 10 kể từ giữa tháng 4 tại Iraq. Hồi tháng 5, bão cát khiến cho hàng ngàn người phải nhập viện vì các vấn đề hô hấp và một người thiệt mạng. Iraq được Liên Hợp Quốc xếp là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới trước biến đổi khí hậu và sa mạc hóa. Bản tin cập nhật lúc 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.